Nước vào mũi ta rồi, sặc chết ta mất thôi. Christy, giờ chơi phiếu lưu ký. Thôi. Nào nào, chú ý. Bây giờ nhá, tớ sẽ biểu diễn một màn trượt patin đỉnh của chóp cho các cậu xem. Ôi. Màn biểu diễn đỉnh của chóp mà chưa gì đã ngã rồi. Ôi ạ. Chắc chắn là sân trượt hôm nay có vấn đề nên hai bạn nhỏ kia mới ngã như thế đấy. Còn tớ mới chỉ suýt ngã thôi. Lily xinh đẹp, cậu hãy ra trượt vài đường cơ bản cho bọn tớ xem đi nào. Nói về trượt bắt tanh thì Lily là siêu nhất trong nhóm bọn mình ý. Đúng, Lily là siêu nhất rồi. Đấy, thấy chưa? Tớ đã bảo là sân trượt hôm nay có vấn đề mà. Lily trượt siêu thế còn ngã. Tớ thì suýt ngã. Thôi nào Đô, tớ nghĩ sân trượt có vấn đề thật. Nhưng mà cậu suýt ngã thì không phải là do sân đâu. Cậu có sao không? Tớ hơi bị ê mông chút thôi. Nhưng các cậu nhìn này, chỗ chúng mình đang đứng toàn dầu ăn thôi. Sao ở sân trượt lại có dầu ăn nhở? Dầu thừa ở mấy chiếc hộp đựng thức ăn nhanh kìa các cậu. Tớ nhớ ra rồi. Lúc bọn mình mới đến, tớ thấy có một nhóm các anh chị sinh viên đang ngồi ăn uống ở đây này. Chắc chắn là quái vật vô ý thức đã điều khiển anh chị ấy rồi. Biệt đội bùng tốt, tập hợp, tiêu diệt quái vật. Lại gặp nhau rồi, biệt đội xấu nhầm. Phải là biệt đội bụng tốt nhỉ. Nhà ngươi đã xấu, lại còn hay đóng vai ác. Không đánh ngươi là đời không nể mà. Bớt chiêu. Bình nước phát sáng vô cực. Tấn công quái vật. Nước vào mũi ta rồi, sặc chết ta mất thôi. Cái đám nhóc con này, lần nào gặp cũng khiến ta khó chịu. Giờ thì các ngươi sẽ bị ta cho một trận. Ta sẽ cho cả cái sân trượt này nhuốm đầy dầu thức ăn thừa, để cho trẻ con đứa nào mà trượt thì đứa đấy cũng sẽ bị ngã dập mông. Cáu thế nhở? Cho nhà ngươi chừa cái tội độc ác, mong người khác ngã dập mông này. Quá lắm rồi, dám đánh ta ú đầu à? Xe đạp phát sáng siêu tốc độ. Các người cứ chờ đấy, ta sẽ quay lại phục thù. Quái vật đã bị chúng mình đuổi đi, giờ thì xử lý những vết dầu ăn thừa này thôi. Để tớ triệu hồi bảo bối. Ba lô phòng vệ biến hình.
Vậy là sân trượt sạch dầu thừa rồi. Giờ thì tha hồ mà trượt ba tanh mà không sợ trơn ngã nhá. Để tớ đi trả lại vòi nước và chổi cho phòng vệ sinh của công viên, rồi bọn mình đi trượt party tiếp nhá. Chúng mình dọn nốt chỗ hộp đồ ăn thừa kia lại cho gọn nhá. Nạp năng lượng trượt ba tanh hết mình nào các cậu ơi. Hí. Giờ chơi rồi, Frisbee thôi.